Vâng, xin trân trọng chào mừng và chào đón tất cả các bác và anh em trên mọi miền tổ quốc đến với kênh Thiên Nguyễn Audio Hải Dương. Hôm nay trung tâm xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một số các dòng radio cassette cho các cụ đi tập thể dục. Và điều đặc biệt là những cái dòng này là dòng còn nguyên thùng xốp và bao da. Tất cả còn phun thùng xốp và bao da. Thì đó là một trong những sản phẩm khá đặc trưng. Và tất cả những sản phẩm này đều được đến từ tập đoàn Soli các bác nhé, Soli. Thì tôi xin phép được giới thiệu với các bác và anh em một trong những sản phẩm cho tất cả các cụ, những người cao tuổi để có thể tập đi bộ, đi tập thể dục vân vân. Vâng, trước mắt các bác thì đây là một loạt các cái dòng radio cassette cầm tay, có thể xách cho bình thường các bác nhé. Thì tôi xin phép được giới thiệu lần lượt để cho tất cả các bác tiện theo dõi, bởi vì các cái sản phẩm này là một trong những sản phẩm cổ xưa, sản xuất cách đây cũng ngót nghét trên dưới 45, trên dưới 55 rồi. Nên là tôi xin phép được giới thiệu lần lượt. Đầu tiên thì là em Soli. Em này thì là nguyên thùng xốp luôn các bác nhé. Có model là CF1110. Nghe rất quen thuộc, giống như cái dòng Soli 3 cây gậy của hàng của đặt của các nước khác chứ không của Nhật. Còn cái dòng này là dòng của Nhật Bản xịn các bác nhé. Đây, em này là em Soli 1110. Em này thì còn nguyên hộp xốp luôn. Nguyên hộp xốp luôn. Và đây, các bác nhìn tinh đây, em đã được sản xuất tại Nhật Bản các bác nhé, made in Japan. Đó, không có liên quan gì đến sản xuất ở nước thứ hai thứ ba hết, sản xuất tại Nhật Bản luôn, Soli. Thì về cơ bản thì em này cũng hết sức là đẹp và gọn gàng, sử dụng một cửa băng, hai băng sóng AM và FM, và FM đã trung tâm đã kéo full tần số rồi các bác nhé. Chạy điện 100, ngoài ra có thể chạy bốn quả pin các bác nhé. Thế còn chạy pin gì thì lát tôi sẽ kiểm tra xem là pin này pin gì. Cái này là chạy 4 quả pin size C các bác nhá, pin trung. Chạy 4 quả pin. Và những em tiếp theo đó là em Soli. Em này thì có model là CF1500 các bác nhá, 1500. Tất cả những em này là ở dạng bao da. Bao da đẹp xuất sắc luôn các bác nhá. Soli. Đây. Tất cả những em này là em hàng bao da. Và những em này là trong tình trạng đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Tôi sẽ quay khá chậm để các bác tiện dõi đây. Đây các bác nhìn tinh đây. Đây là những em Soli. Hình dạng còn cực kỳ đẹp chứ không phải đẹp các bác nhé. Tôi đã quay các bác ở trong nắng rồi, các bác biết là nó đẹp thế nào rồi. Rất đẹp luôn. Rồi, tất cả các cái đường viền nước mạ của em nó đây. Nhôm sáng bóc luôn, tay cầm sáng bóc ra gương luôn các bác nhé. Đó. Rất đẹp luôn. Soli CF 1500 các bác nhé, 1500 hàng made in Japan luôn các bác nhé. Em này thì cũng chạy 4 quả pin, và 4 quả pin con này là 4 quả pin cũng là size C các bác nhé, cũng là size C, còn mới cứng luôn các bác này. Đây cái dấu vết của thời gian này thì vượt biển nó đã gần như là nó rũ hết rồi. Tôi quay đều quay Soli các bác nhé. Mình quay một lượt vào Soli đây. 6534 các bác nhé. Em này là 6534. Những em này thì không em nào giống em này. Tôi cứ nói trước như thế để các bác biết là mỗi một con nó có một cái giá trị khác nhau. Rất đẹp luôn. Tình trạng rất đẹp luôn các bác nhé. Đây, em tiếp theo để các bác này. Cũng là em Soli. Xem 1500. 1500 các bác nhé. Rất đẹp luôn, soi cho bác ở trong lắng là bác biết là nó như thế nào rồi. Tất cả hệ thống lúm tay cầm và mặt nhôm không một tí nào luôn, rất đẹp luôn. Đó, cái mặt nhôm mấy chục năm mà nó không có tí tí vết nào luôn. Đây. Rất đẹp luôn các bác nhé. Và đây là cái Soli của em nó đây. 9862 các bác nhá, 9862. Nó so còn nào đẹp hết các bác nhá, không có oxy hóa đâu nhá. 100% là không chảy cái pin ra. Không bị oxy hóa. Và lắp pin của zin. Đây, cái đường cắm điện của nó các bác này. Vừa cắm AC vừa DC luôn. Trời, rất là hay. Một em tiếp theo nữa đó là em Soli 1900 các bác nhá. 1900. Đây. Con này thì có chỉnh chép bát đằng trước luôn, to nhỏ đằng trước. 1900 các bác nhá. Soli.
Vâng, chạm của em rất là đẹp luôn các bạn. Mới khủng luôn. AC cắm lên các bạn này. Đây. Các hệ thống nhôm mà các bác để ý thì không có nào là bị ố hay bị chóc, có một tì vết nào luôn các bác nhé. Không xước luôn chứ không nói này. Đây là các cái đường giao tiếp của nó các bác này. Giao tiếp. Đây, một đen là sản phẩm các bác này. Xe 1900. Số series con này thì nó lại nằm ở đây. Đây các bác này. 9263 các bác nhé. 9263. Rất đẹp luôn. Cái nhôm này xứng đáng để các bác sưu tập. Đây tất cả bao da các bác này. Bao da con 1900 đây. Đây còn hai con 1500 các bác nhé. Và em cuối cùng đây nó là em Soli 1980 25 mã các bác nhé. 1980 25 mã. Em này cũng còn nguyên bao da hết các bác nhé. Đây. Còn nguyên bao da 100% hết các bác nhé. Bao da còn rất mềm mại, rất là đẹp luôn. Cái hệ thống cúc bóng nó còn rất là mới, nó không có bị oxy hóa hay là than hay gì hết các bác nhé. Rồi lát nữa tôi sẽ tháo chi tiết cái sản phẩm ra để cho các bác xem. Đều là hàng xịn hết các bác nhé. Đây. Margin Japan hết các bác nhé. Tôi bị xịn hết luôn. Tất cả những con này bao da không con nào bị rách nhất nhé, rất đẹp luôn. Ok, tôi sẽ test lần lượt từng con để các bác tiện theo dõi nhé. Đây, tôi xin phép được test từ cái con nguyên thùng trước này cho các bác này. Nguyên thùng xốp này. Tôi đã quay rất là chi tiết rồi. Và con nào tôi cũng quay sang zin các bác nhé. Chỉ duy nhất con Soli 1980 25 mã thì lát nữa tôi sẽ tháo, tôi quay chi tiết cho các bác về cái phần sơ zin của nó. Con nào tôi quay chi tiết hết để tránh tình trạng là các bác xem sản phẩm nào nó rõ ràng. Đây, tôi sẽ bắt được test em này trước này. Hôm nay thì cắm ở ngay đằng bên cạnh các bác nhé. Bên cạnh. Các tài cứ đừng cái lỗi là sẽ lần được. Khó khăn nào, chúng tôi hy vọng sẽ nhận được thêm sự trợ giúp từ quý vị. Mỗi lúc tắt đường khiến đôi tôi rất căng thẳng. Lái xe mỗi ngày làm sao để bớt nhàm chán. Giải trí trên xe thì để tôi mách cho nghe. Đã có gấu tách ngồi trên xe chẳng muốn về. Màn hình ô tô gấu tách thông minh, màn hình thông minh gấu công nghệ cao, vui hơn thức xe sang. Lắp đặt riêng tương thích với mỗi xe. Mong chọn gấu tách dùng thử 30 ngày miễn phí. Xem phim chiếu từ YouTube HD chất lượng. Phần mềm dẫn đường giúp ta đi lại dễ dàng. Ta chọn gấu tách có internet 4G. Lắp gấu tách. Đây là FM các bác nha, FM đã mở full tần số rồi. Đỉnh cao màn hình ô tô thông minh, website gotech.vn, hotline. Chuyện tập làm sao, điểm số thế nào, đúng không? Tức là chúng ta phải gợi cho các con làm sao mà những cái câu chuyện nó gần gũi và giúp các con. Là đã chọn mô hình nuôi dê sinh sản theo hướng hàng hóa để phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, bình quân mỗi năm, mô hình chăn nuôi của anh đã cho thu nhập từ 450 đến 550 triệu đồng. Trừ chi phí, mỗi năm cũng thu lãi khoảng 400 triệu đồng. Thật máy cao, như nội soi can thiệp các bệnh đường tiêu hóa. Đúng. Được y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc. Mà em còn biết, Thiên Phúc là công ty đã có 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đông trùng hạ thảo, được Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ đấy chị à. Cảm ơn em, chị mua dùng luôn đấy. Manica viên bổ phế, một sản phẩm của... Đó là FM các bác nhá. Ai em đây? Ai em ở đây? Thuốc trên toàn quốc, thực phẩm... Y ngắn, CN, Hán ngữ hàng ngày... Hỏi từ chính những gia đình ở xã, ở huyện đã triển khai. Ok, đó là cái phần radio các bác nhá, cassette chạy rất tốt luôn này các bác này. Hai mình tôi tròn kiếp mơ. Đây, cassette của nó đây các bác này. Cassette chạy rất là tốt luôn.
cơ rất chắc chắn các bác nhé. Tôi xét cái này đây, tôi sẽ thử cái bằng rộng thôi chứ nữa. Tôi biết đâu mà tìm màu trắng xưa dịu nhiên còn lại mấy. Ok, chạy tốt các bác nhá. Đây, cái này tất cả tôi lại bình thường các bác nhá. Con này cơ nó bằng sắt mà, siêu khỏe luôn. Đó, phần radio cassette con này chạy rất là tốt các bác nhá. Đấy. Tôi xin phép được test một em tiếp theo, đó là em Soli bao dây. Đây, tôi sẽ bỏ cái dây cắp nguồn ra. Cái em Soli bao dây các bác nhá. Đây. Em Soli bao dây các bác này. Để ra đây các bác này. Mình có nhu cầu. Hai em các bác nhỉ? Mình rất ưu tiên những bạn thanh niên thích học hỏi. Thì mình rất sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đồng chí đoàn viên thanh niên. Nếu đúng nào hướng cho các bạn đây là em các bác nhé, FM này. Cái này nó sẽ báo đỏ ở dưới này, FM các bác này. Trường đang có mặt trực tiếp trên tuyến. FM ở đây là mở full 108 hết rồi các bác nhé, nên các bác yên tâm mà dùng luôn. À vâng, cảm ơn Như Ngọc và chúc các bạn tình yêu thông. Nhưng mà vấn đề là cái này chúng ta sẽ phải duy trì. Dạ. Chứ không phải là, ôi hôm nay sau khi nghe chương trình này phải. Và để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Từ những kết quả trong phát mùa, có thời điểm giao mùa tháng này, bác sĩ có thể tại miền Trung với nhân đề hệ lụy từng được báo trước. Hành tinh chuyển động là những thông tin về việc người dân Đức vội vàng tích trữ thực phẩm trong bối cảnh khan hiếm hàng. Sau sai lầm đấy thì con học được những cái gì? Sau những cái bài điểm kém đó. Đó là phần radio các bác nhé, phần cassette nó đây. Tôi sẽ thử phần cassette cho các bác này. Mùa thắm chưa tàn, lúa còn giữ nhụy vàng. Đó, con này cassette thì chạy rất là tốt. Đây, tôi sẽ thử một cái băng khác. Chạy rất là tốt các bác nhé. Chạy rất là tốt các bác nhé. Cái này thì băng này khá nặng, cũng có thể có cái tu được hay không. Nhưng cái này tu bình thường. Băng này rất nặng. Băng sừng nhôm. Đó là phần radio này các bác này. Phần radio của cassette này. Những con này đều có cái đường tiếp âm line in hết các bác nhé. Đây này. Line in này, ghi rất rõ luôn. Đấy, các bác có thể nhìn rõ không? Đấy, chữ line in này. Đấy, bé tí này. Đấy, thì con nào cũng có hết các bác nhé. Đấy, tất cả những con này, tất cả những con tôi đang quay đây là con nào có đường line in hết các bác nhé, cho nên các bác yên tâm là nó full tính năng luôn. Line in thì các bác bật về phần radio, các bác cắm vào phát là tự động nó cắt sang line in thôi. Đấy, rất là đơn giản. Đây tôi thử cái con tiếp theo các bác này. Những cái con này rất lặng các bác nhé, rất lặng luôn, cầm lặng chĩnh luôn. Phải là nó rất là chất, rất chất luôn. Đáng một tiền bát gạo để các bác sưu tầm những con này, mình đi chơi đi câu cá hoặc là đi xe. Đi tập thể dục đi bộ đều ok hết các bác nhé. Đây, tôi sẽ test con này các bác thấy. Radio này các bác này. Đây là FM các bác nhá. Đồng chí Trần Xuân Trà, con này cảnh sát. Con này chưa mở full tần số các bác nhá. Đấy, tôi sẽ cho các bác thấy nè. Chưa mở full tần số thì nó rất là thiếu đài, chỉ có một đài thôi. Mặc dù lực lượng chức năng đang vùng nhưng
sẽ cần phải ngay bây giờ chúng ta cung cấp thông tin và trò chuyện cùng bạn kết nối chính. Các bác đang chỉ có hai đài duy nhất thôi, nhưng khi tôi mở phun nó lên đến gần chục đài luôn. Đấy, nó khác nhau như thế để các bác phân biệt nhé. Đây là nguyên thủy của nó, chỉ có hai đài. Hai đến chủ nhật hàng tuần. Giao thông khu vực vành đai ba trên cao. Nhưng thực tế là ngay tuyến đường dưới cũng gặp không ít khó khăn đâu. Nên nói chung là các bác. Đó, tôi đã thử để các bác thấy rằng là phân biệt được là những cái dòng nào ở trung tâm đang mở phun đài đủ hết luôn các bác nhé. Rồi, cái này tôi sẽ mở phun đúng như con sau luôn. Đấy, tôi đã thử để các bác thấy thôi. Tôi sẽ test theo bác phần bằng AM đây. AM của nó đây. Khi cái nào mà sóng nó đúng thì nó sẽ báo đồng hồ kìa vu lên các bác nhá. Có những cái lúc để tôi lặn, tôi có thể yêu cuộc sống hơn và thêm trân trọng. Chính quyền Kiev bắt giữ sau khi trốn lệnh quản thúc tại gia để đổi lấy những người Ukraine mà Nga đang giữ. Ông Medvedchuk, 67 tuổi, một trong những người giàu nhất Ukraine, là một nhân vật gây nhiều tranh cãi vì mối quan hệ chặt chẽ của ông với giới chức Nga. Trong khi đó thì biên phòng... Ok, đó là cái phần radio các bác nhá. Ai mấy em chạy bình thường hết. Con này chỉ muốn là chưa mà phun là số thôi. Tắt xét đây các bác này. Tắt xét đây, tôi sẽ thử cùng một băng để cho các bác dễ phân biệt hơn. Thứ bảy mưa rơi nhiều, chiều bơ vơ một bóng. Đó, con này thì cơ rất khỏe các bác nhé, tôi đi lại rất là tốt. Đó, đều chạy bình thường hết các bác nhé. Cơ dòng này là dòng cơ sắt các bạn, cho nên rất là chắc chắn. Cái băng này thì nó khá là nặng so với các băng khác. Này lời hát hay cho thiên đàn, từ nước đến du em kia lại chẳng tan tan người. Đó, cái này của nó check bát trên này các bác nhá. Với chiều đổi mình. Ok, đó là cái con tiếp theo của cái con Suli 1500. Hai con này đều là dòng bao tai hết các bác nhá. Đây, tôi sẽ test con tiếp theo, đó là con 1900 các bác nhé. Đây, em 1900 các bác này. Con này thì mở ngay đằng trước luôn, rất là khác biệt. Đây, tôi sẽ để mức độ nhỏ vừa phải. Cái này các bác băng phải cho khít nha. À, chưa có điện. Cái này chắc là bị tụt dây con doa các bác ạ. Đúng rồi, đúng rồi, tụt dây con doa. Thường những cái này thì dây cua doa của nó chắc là trong quá trình bảo dưỡng không để ý con này tụt dây cua doa nhé. Tôi sẽ test cái phần khác. Nói chung là đây phần radio của nó các bác này. Đây phần sốt chuột sẽ lan rộng hơn, nên chúng tôi hy vọng trước mắt nếu có thể và lực lượng chức năng sẽ cần phải tăng cường thêm quân số. Nhấn mạnh ở đây là các tăng mạng tạo ra một cái được thừa hóa hay còn gọi là dư thừa lắng đọng. Đúng chứ. Thưa quý vị, trước giờ mở cửa hôm nay chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính, đó là lãi suất tiền gửi cá nhân tăng tạo được và cái quan trọng nhất. Khoa học thuộc Đại học Thanh Hóa Trung Quốc cũng chọn Modern. Đó, những con này mà không là số rồi các nhá. Nhưng thay vì dùng ống nano carbon, các nhà nghiên cứu lại sử dụng tấm carbon. Big Bang khi tăng từ 0,1 đến 0,4 điểm phần trăm lãi suất tiền gửi kỳ hạn. Thế đề. Hả? Nhánh nhỏ khiến cho mỗi người. Cầu này, đó là cầu Vĩnh Tuy và cầu Trương Dương. Thực tế lúc này lượng phương tiện vẫn đang xếp hàng dài từ Nguyễn Văn Cử lên cầu. Đây là băng ai em các bác này. Khoảng 75%. Nguyên do được chỉ
tức thời phạm vi từng phần một mà đăng lên, gọi là entry hay là post hay status bây giờ đấy ạ. Đó các bác không? Tôi thử con quan tiếp theo, đó là con Suli 1980. Em này cũng là một trong những em hết sức là đình đám trong dòng Suli. Đây các bác này, Suli 1980. Em này rất đình đám trong các cái dòng Suli. Đây, tôi sẽ thử về phần cassette trước các bác nha. Phố xưa tiêu điều lạnh, ôi sao giận lầy. Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ, sâu in đốt hơi. Đó, em này thì quá đình đám rồi, và em này thì còn rất là chất, rất là ấy luôn. Sony 1980 thì dòng này thì tiếng quá hay luôn các bác nhé. Còn thân cho anh trai ngọt vườn thơm, còn gì cho nỡ tiếng ru trẻ thơ. Nẻo đời muôn. Ok, tôi sẽ mở cái bao da ra để cho các bác theo dõi nó tường tận hơn. Đây, tôi sẽ mở bao da này các bác xem nó tường tận hơn. Em này có cái bao da quá khủng luôn các bác nhé, quá khủng. Ok, đây em đã được mở rồi các bác này. Đó, Suli 1980 quá đẹp luôn. Cái băng này thì nó cũng khá là lặng các bác nhé. Luôn yêu nhau vì lời nói chất các bác em. Đây, tất cả các cái hệ thống đường viền nước mạ của em nó đây còn rất là đẹp các bác nhá, các cái lút của nó còn rất mới. Tôi sẽ quay chi tiết thêm kỹ nữa để cho các bác theo dõi tiện hơn. Đây, tất cả đây cái đoạn băng sóng của nó, con này nó ba băng các bác nhá, băng sóng đây. Đây là phần cắm ấy, các cái hệ thống lúm lút còn rất đẹp các bác nhá. Đây, cái sau sản phẩm của nó này, em này thì quá nổi tiếng rồi, 1980 25 mã thì quá nổi tiếng rồi các bác nhé. Cái số Suzuki của em nó thì nó nằm ở phía dưới, tôi xin phép được quay luôn để các bác nhìn rõ luôn. Đây, Suzuki nó đây các bác này. Rồi 45457 các bác nhé, hết sức là lập số luôn. Đấy, pin con này ở dưới. Con này thì của nó là AC thì là 100V. Đấy. Và DC 12V, tức là con này chạy 8 quả pin các bác nhá, 8 quả pin xay D, tức là pin đại đấy. Đây, các cái đường line in của nó đây các bác này. Đây, line in ở đây. Đấy. Tống tay cầm của nó cũng rất đẹp. Bao da còn rất mới các bác nhé, bao da em này các bác nhìn này, rất mới luôn, bao da zin của Nhật luôn. Đây các bác nhìn tinh từ các cái cúc cát của nó này, còn mới này là rất là đẹp luôn, không có tí nào là bị. Đây, Suzuki made in Japan các bác nhé. Đấy, tất cả các lúm cúc các bác nhé, còn rất mới này. Đấy, chính là không bị han đấy nhá, nhiều con là cứ bị han cái này đi. Đấy, quay đeo xịn của nó các bác nhé, Suzuki. Đây, phải chỉnh nó hết này. Suzuki của em. Đấy, con này còn rất là sạch sẽ sáng sủa. Thường thường con nào cũ thì cái mặt này nó sẽ đổi màu, nó ngà thì các bác nhé, nó vàng, nó không còn trắng này nữa. Đấy, con này còn giữ được rất là đẹp luôn các bác nhé. Chứ nhiều con là đến bây giờ nó ngà hết rồi, nó không còn trắng này đâu. Đây, thống hút các bác xem, rất đẹp luôn, rất đẹp, rất mới các bác nhé. Các cái đường viền loa cũng rất đẹp. Tiếng rất chất các bác nhé, tiếng cực kỳ chất luôn.
tiếng con này không bản nữa rồi, quá chất rồi. Cái này là các bác đút là phải lưu ý nha. Nếu mà đút không khít là nó sẽ không. Cái băng này rất lặng các bác nha. Rất lặng luôn. Bởi vì những cái băng xương nhôm bao giờ cũng rất là lặng các bác nha. Nếu mà quay bình thường thì thoải mái luôn, hoặc là các bác băng thông thường thì thoải mái luôn. Nhưng băng xương nhôm bao giờ nó cũng rất là lặng. Băng này thì gần như là các bác bày rất là đẹp. Nhưng mà không bao giờ nó lặng hơn các băng thông thường. Đó là cái phần cassette các bác nhé. Đây, tôi sẽ test cái phần da liệu của nó các bác này. Đây, da liệu của nó đây. Da liệu các bác chỉ việc gạt lên này thôi. Cái đấy, nó dễ phát huy tất cả những sở trường của mình để mình trở thành một... Đây các bác này mở phun này. Trung tâm mỹ đình nằm trong bàn tay bạn, cơ hội sắm nhà xinh. Ưu đãi lớn, chiết khấu ngay 7% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng, tặng ngay 300 triệu khi mua căn hộ đua kỳ. Gọi ngay 1900 0110 để sở hữu căn hộ The Magic One với công viên mát xanh trước nhà, vườn nhật ngay tầng 43, hồ xếp tập thả gà, tọa lạc. Trong lòng mua đô thì ông này là rất là chất các bác nhá. Thành công góp từ mây vải. Hiển thị tên thương hiệu Thái Minh hay số gọi đến trên. Độc giả vào trang của họ thì sẽ phải trả tiền. Còn ở ta thì hình như là chưa làm tốt được việc này. Đã đến lúc thì chúng ta đã phải nghĩ tới điều đó. Bởi vì từ trước đến nay thì người viết chuyên hay không chuyên thì những tác phẩm trên mạng. Ok, đó là phần FM các bác nhé. AM ở đây, AM các bác cạt lên. Tôi muốn phải đưa dân ra tòa, nhưng trước áp lực thu hồi. Các trang mạng văn chương trực tiếp có lẽ còn rất xa xôi. Gì? Đây là băng xông ngắn các bác này. Đây là băng giữa là xông ngắn các bác nhá. Xông ngắn bằng này gần như không có nhá. Đó, thì đó là cái phần da liệu. Và tất cả những con này line in đã được kiểm tra rồi. Chạy rất là tốt các bác nhá. Tất cả các phần line in là chạy rất là ok luôn. Đây, tôi có thể gõ qua cái phần line in các bác để ý tinh này. Đó các bác cắm vào nó sẽ sang con đai luôn này. Này đây này, đấy thì các bác cắm vào phần nó sang con đai này. Đó, trên là đai mà sẽ rất tốt các bác nhé. Cứ cắm vào phần radio là tự động cắt phần line luôn. Rút ra là phần đấy, rút ra là phần của radio. Ủn tắc trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu quý vị còn gặp khó đấy, cắm vào phát là tự động cắt luôn các bác nhé. Thì đó là cái phần line in. Tất cả những con này đều là sẽ hoàn thiện hết các bác nhé. Đều sẽ hoàn thiện hết. Tôi xin phép bật phóng nhanh một hai con ra cho các bác tiện theo dõi. Để các bác thấy được cái độ chất của sản phẩm. Con này thì tôi bắt lại khá là đủ ốc luôn. Bắt là rất là đủ ốc. Ốc rất là dài các bác nhé. Ốc của Soli đời này dài lắm. Dài cả đến chục phân, hơn chục phân. Còn mới cứng luôn các bác nhé. Đây, con này tháo rất là dễ luôn các bác nhé. Nãy tôi cũng đã hứa là quay sơ di thì con nào tôi quay các bác sơ di hết rồi nhé. Đấy. Đây, các bác nhìn tinh.
Nó tháo rồi, tức là nguyên bản hết luôn các bác nhé. Sony xịn 100% hết. Đây, cái phần tem của nó vẫn còn nguyên hết này các bác này. Rất nhiều chục năm rồi. Zin 100% hết các bác nhé. Đó. Đây, tôi sẽ tháo nhanh một con. Con này chắc không kịp tháo. Những con này thì chúng tôi kiểm tra rất là kỹ về sản phẩm bên trong. Đấy, rất là kỹ rồi. Đây, nếu mà tôi có thể tháo nhanh các bác một con này nữa để các bác tiện theo dõi luôn. Này, các bác chờ thì tôi tháo luôn. Những con này thì nó hoàn toàn dùng ốc nhỏ thôi, tháo cũng rất là dễ thôi, không có căn gì hết. Đây, con này tôi bắt gần như đủ hết rồi. Thực ra thì tháo để cho các bác xem cái chất lượng sản phẩm bên trong, để các bác khi mình bỏ đồng tiền ra thì mình không phải băn khoăn nhiều. Ok, đó để tháo rồi các bác này. Đây. Đó, rất là chất luôn các bác nhé. Là pha xịn luôn. Tất cả nguyên bản hết các bác nhé. Nguyên bản 100% hết luôn. Con nào như con nào hết nha các bác nhé. Con nào tháo ra cũng nguyên bản này hết. Không có lệch một cọng dây. Đây là trung tâm bảo hành, bảo dưỡng rất là kỹ lưỡng rồi các bác nhé. Không có một hạt cát nhỏ bên trong luôn. Ok, các cái sản phẩm này cũng được tháo đại diện cơ bản rồi. Thì đây là những cái con có cái giá thành từ gần 3 triệu đến hơn 5 triệu một chút các bác nhé. Thì bác nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác liên hệ sớm. Đấy. Tất cả những sản phẩm này có phân khúc giá từ gần 3 triệu đến hơn 5 triệu một chút. Thì bác nào quan tâm đến sản phẩm thì được hỗ trợ giá cũng như là được khuyến mại hoặc là bao ship tùy theo các cái sản phẩm tương ứng. Thì bác nào mà quan tâm thì alo sớm nhé. Đây là một trong những con radio cassette chuyên cho các bác có cái tầm tuổi cao, cao niên đi tập thể dục, đi câu cá, đi chạy bộ vân vân, mình có thể cầm đi và mình đeo đi. Các cái này nó có cái quai để đeo hết này các bác này. Đấy, có quai để đeo hết này. Đấy, cho nên mình có thể đeo được bình thường, ngoài sách ra thì có thể đeo được bình thường. Ok, xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Bác nào mà chưa đăng ký vào kênh thì các bác ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Bác nào ấn là đăng ký kênh thì ấn vào hình của chuông và ấn vào phần tất cả để các video khi đăng tải lên thì các bác có thể xem được hết luôn nhé. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác và xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo nhé. Xin chân thành cảm ơn các bác nhé.